Nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái video hướng dẫn làm cách nào để lựa chọn một chiếc camera phù hợp cho mình thì hãy dừng ngay lại, bởi vì đây chính là thứ bạn đang tìm kiếm. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Một trong những video trước đây mà mình từng chia sẻ về nhiếp ảnh cơ bản đó chính là video về hiểu và cách sử dụng những cái thông số cơ bản nhất của một chiếc máy ảnh. Hy vọng rằng sau những cái video đó thì các bạn đã bắt đầu có thể hiểu thêm về máy ảnh và đặc biệt là tình yêu về nhiếp ảnh bắt đầu chớm nở. Tuy nhiên, để tình yêu bắt đầu thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải đều sở hữu cho mình một chiếc máy ảnh, đúng không? Ở ngoài kia có rất là nhiều những cái loại máy ảnh khác nhau, mục đích sử dụng cũng khác nhau và giá thành cũng khác nhau. Vậy thì làm sao để cho chúng ta có thể lựa chọn một cái chiếc máy ảnh phù hợp với túi tiền và cũng như là cái mục đích sử dụng của mình? Trong video này mình sẽ giúp cho các bạn trả lời những câu hỏi đó. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và một chiếc máy ảnh mình đang ghi hình nữa. Tổng cộng là 9 cái và mình đã từng sử dụng qua tất cả những cái loại máy ảnh ở đây. Vì vậy mình cũng có một cái chút kiến thức và kinh nghiệm, trải nghiệm sử dụng để có thể chia sẻ lại cho các bạn về sự giống nhau, khác nhau, mục đích sử dụng và ưu nhược điểm của từng loại máy ảnh là như thế nào. Hy vọng rằng sau video này các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái chiếc máy ảnh phù hợp, thứ nhất là với túi tiền và thứ hai là với nhu cầu sử dụng của mình nha. Ok, nào chúng ta cùng bắt đầu với chiếc máy ảnh đầu tiên. Chúng ta sẽ nói về chiếc máy ảnh Instant Camera. Instant Camera là một chiếc máy ảnh rất là đặc biệt. Từ cái tên của nó chúng ta cũng đã thấy nó đặc biệt rồi. Các bạn nghe từ Instant Camera nó có giống gì không? Instant Noodle, đó chính là mì ăn liền. Thì đây cũng là một chiếc máy ảnh ăn liền. Đây là một cái loại máy ảnh mà các bạn chỉ cần cầm lên, bấm, chụp và ngay lập tức nó sẽ in ra cho các bạn một cái tấm ảnh. Các bạn chỉ chờ trong vòng vài phút thì các bạn sẽ có ngay một cái bức ảnh để có thể ghi tên ở phía dưới và gửi cho những cái người bạn của mình, lưu lại những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc mà các bạn có thể nắm ngay trong tay của mình. Hiệu ứng của nó mang lại rất là vintage, rất là cổ xưa, thì nó giúp cho các bạn lưu lại những cái kỷ niệm trên một cái tấm ảnh, nhìn nó rất là thú vị. Ưu điểm của cái máy ảnh này đó chính là rẻ. Tại vì để mua, để sở hữu một cái chiếc máy ảnh như thế này thì ở Việt Nam các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm mua ở khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng. Thứ nhất là phải mua máy và thứ hai đó chính là mua những cái phim ở đây. Nếu như mà chúng ta chụp nhiều thì chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều tiền. Mình không nhớ một túi như vậy là bao nhiêu tiền, nhưng mà nếu mà tính ra một cái bức ảnh nó cũng phải dao động từ khoảng 1 đến 2 đô. Một cái cú bấm như vậy, một cái click như vậy nó sẽ tốn của các bạn từ 10 cho đến 20 ngàn. Vì vậy để sử dụng chiếc máy ảnh này thì hãy nhớ rằng chỉ lưu lại những cái kỷ niệm thực sự đặc biệt thôi nha. Đừng chụp bậy tại vì nó sẽ đốt tiền của các bạn rất là nhanh. Đối với máy ảnh Instant thì nó giúp cho chúng ta có thể ghi lại những cái khoảnh khắc đó ngay lập tức và in ra một cái tấm hình ngay lập tức. Ngược lại, chúng ta có một cái loại máy ảnh đó chính là máy ảnh phim. Đối với mình, đây là một cái loại máy ảnh mà có thể nói rằng đem lại cái cảm giác của một cái nhiếp ảnh gia thực sự. Tại vì đây là một cái thiết bị mà mình cảm thấy mọi thứ của nó làm cho mình phải bắt đầu chậm lại, suy nghĩ về một cái bức ảnh. Trước khi bấm chụp, bạn phải hoàn toàn điều chỉnh tất cả những cái thông số này bằng cái sự tính toán cũng như là sự hiểu biết của mình về nhiếp ảnh và cái chiếc máy ảnh mình đang sử dụng. Kể cả quá trình focus thì các bạn thực sự phải tìm hiểu rất là nhiều về nhiếp ảnh cũng như là cách sử dụng của chiếc máy ảnh mà mình tính mua. Ngoài ra thì máy ảnh phim còn mang lại cho chúng ta những cái thiết kế nó rất là classy. Chiếc máy này đã được một cái người thợ cơ khí thiết kế lại và mình cảm thấy nó rất là đẹp, vì vậy mình đã mua và sử dụng thử thì nó còn sử dụng rất là tốt. Nhưng mà không may là trong một lần đi chụp mình đã làm rớt và nó đã bị trầy ở đây. Tuy nhiên nó cứng như đá và rất là bền, vì vậy mà mình rất là vui khi đã sở hữu một cái chiếc máy ảnh giống như vậy. Đó cũng là ưu điểm của những cái chiếc máy ảnh phim mà chạy bằng cơ, hoặc không có sử dụng những cái thiết bị điện tử mà hoàn toàn là cơ khí, nên là cái tuổi đời và cái độ bền của những cái chiếc máy ảnh như thế này sẽ rất là lâu dài. Và các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cái loại máy ảnh cũ trên thị trường với cái giá cũng khá là rẻ. Ngoài ra thì còn chi phí rửa phim. Nếu như các bạn muốn có được những cái file digital thì các bạn cũng phải đem cái cuộn phim đến những cái phòng lab để họ có thể scan và gửi file cho các bạn, thì nó cũng sẽ tốn thêm một mớ tiền nữa đó. Nếu như các bạn không muốn phải lo lắng quá nhiều về việc điều chỉnh những cái thông số và không muốn phải tốn quá nhiều tiền vào phim, nhưng mà vẫn muốn có được những cái bức ảnh màu phim đẹp,
thì mình gợi ý cho các bạn có thể mua những cái loại camera point and shoot, cũng giống như cái tên của nó, có nghĩa là giơ lên và chụp. Các bạn sẽ sử dụng pin chạy những cái cảm biến ở bên trong này, và những cái cảm biến đó sẽ giúp cho các bạn cân đo đong đếm cái độ sáng phù hợp với cái miếng phim mà các bạn đã bỏ vào trong đây. Từ đó thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái bức hình vừa đủ độ sáng, không bị tốn quá nhiều phim cho những cái bức ảnh sai lầm. Ở đây mình có hai cái, cả hai đều rất là dễ sử dụng. Các bạn chỉ có thể cần lắp phim vào, giơ lên, bấm chụp là các bạn sẽ có mang ngay một cái bức ảnh có độ sáng đẹp luôn, không cần phải điều chỉnh gì hết. Thì đó cũng chính là một cái nhược điểm của nó. Nhiều khi các bạn muốn điều chỉnh những cái thông số để tạo ra những cái hiệu ứng mà mình mong muốn thì lại không được, bởi vì nó chỉ có một vài cái tính năng mà các bạn có thể lựa chọn ở phía sau thân máy. Các bạn chỉ có thể chọn chụp cảnh, chụp người có flash hay không flash, rất dễ sử dụng. Tuy nhiên không thể nào điều chỉnh được những cái thông số mà mình mong muốn. Những cái máy ảnh như vậy thì các bạn cũng rất là dễ tìm trên thị trường với cái giá cũng khá là rẻ. Những cái chiếc máy ảnh vừa rồi mà mình đã vừa giới thiệu cho các bạn á, thì nó sử dụng những cái cơ học và cũng như là hóa học để có thể lưu lại những cái hình ảnh đó. Theo cái dòng chảy của thời đại thì máy ảnh bây giờ nó đã chuyển sang kỹ thuật số, và một trong những cái chiếc máy ảnh kỹ thuật số rất là phổ biến trong những năm 2000 mà các bạn thường selfie ở trước gương, đó chính là chiếc máy ảnh travel. Các bạn có thấy chiếc máy ảnh này dễ thương không? Mình hoàn toàn có thể nắm nó trong lòng bàn tay, rất là nhỏ gọn, có thể giúp cho các bạn di chuyển, bỏ trong túi nè, cầm trên tay để đi du lịch mà không cần phải lo lắng về việc đem theo những cái thiết bị nặng nề, để mình có thể hoàn toàn tận hưởng cái không gian, cái khoảnh khắc trên cái chuyến đi của mình. Theo cái xu hướng thời trang bây giờ Y2K á, là khi mà thời trang bắt đầu trở về cái xu hướng của những năm 2000 thì nó cũng đem lại cái sự trở lại của những chiếc máy ảnh như thế này. Bởi vì các bạn có nhớ những cái năm 2000 mà khi mà cái thời blog nó đang hot thì những cái hot teen, hot boy, hot girl thường sử dụng những cái máy ảnh như thế này đứng chụp ở trước gương. Ngày trước ai mà có một cái tấm ảnh như thế này được gọi là khá là hot ở trên mạng đó. Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm nó ở trên Facebook hoặc là những cái chợ đồ cũ để có thể sở hữu cho mình một cái chiếc máy ảnh giống như vậy. Chỉ khoảng tầm 1 đến 2 triệu là các bạn có thể có được một máy ảnh nhỏ gọn, có thể bỏ túi đem đi bất kỳ đâu. Rất là dễ thương, rất là dễ sử dụng. Và sau khi đã dấn thân vào thế giới kỹ thuật số thì chắc chắn rằng các bạn sẽ bắt đầu quan tâm hơn về megapixel này, dynamic range, và đó là những cái thông số nói lên được cái chất lượng của một cái file ảnh do những cái máy kỹ thuật số tạo ra. Nếu như các bạn muốn tăng cái chất lượng hình ảnh của mình thì các bạn có thể tìm kiếm để sử dụng những cái chiếc máy ảnh như thế này. Đó là những cái chiếc máy ảnh compact. Compact camera đó chính là những cái chiếc máy ảnh có cái body, có cái thân hình rất là nhỏ gọn, gần giống như những cái chiếc máy ảnh du lịch. Tuy nhiên là nó có cái sensor ở bên trong lớn hơn và có khả năng quay phim nữa, nên nó rất là phù hợp cho những cái bạn mà sử dụng những cái chiếc máy ảnh này để làm content, để có thể đi du lịch nè, ra ngoài chụp ảnh, đăng lên social media và tạo ra những cái video cho TikTok, cho blog, cho YouTube. Cái giá thành của những cái chiếc compact camera này rất là khác nhau, tùy theo chất lượng và nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn một cái chiếc máy ảnh phù hợp cho mình. Ở đây thì mình có chiếc máy ảnh Leica, đây là một trong những chiếc máy ảnh compact của hãng Leica với cái giá thành ở khoảng 30 cho đến 40 triệu. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái thương hiệu khác với giá thành rẻ hơn cũng có những cái tính năng tương tự, ví dụ như Sony ZV-1. Ok, và sau khi đã bắt đầu thuần thục với những cái thiết bị máy ảnh kỹ thuật số, đăng tải những cái nội dung video hình ảnh của mình lên mạng rồi, thì các bạn đã bắt đầu có cái tay nghề chụp được những cái tấm ảnh đẹp hơn, thì chắc chắn sẽ có những cái người liên hệ cho bạn để bạn có thể chụp ảnh hoặc quay phim cho họ. Thì lúc này bạn chính thức trở thành một cái nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên bạn vẫn còn cần một chút để trở thành một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đó chính là những cái chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cho chúng ta có khả năng, thứ nhất, thay đổi được lens. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta có thể thay đổi được lens, chúng ta có thể sử dụng chiếc máy ảnh này với nhiều mục đích khác nhau hơn. Ví dụ, các bạn đi chụp sự kiện, không thể nào mình chạy lên thẳng trên sân khấu để chụp cận mặt của ca sĩ được, đúng không? Chúng ta có thể đứng dưới sân khấu, thay một cái lens zoom để có thể
zoom lại gần. Và ví dụ như chúng ta đang ở trong một cái căn phòng nhỏ, chúng ta muốn tạo ra một cái bức ảnh có thể show được hết toàn bộ căn phòng, chúng ta có thể đổi qua một cái lens góc rộng để có được cái bức ảnh như mong muốn. Và thứ hai nữa, một cái chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nó phải cho chúng ta cái khả năng điều chỉnh cái bức ảnh tốt hơn, cho chúng ta những cái megapixel tốt hơn, cho ra những cái file RAW có dynamic range tốt. Từ đó chúng ta có thể sử dụng chỉnh sửa hình ảnh, thay đổi màu sắc cũng như là cắt ghép hình ảnh một cách chính xác hơn trên những cái phần mềm. Thì ở đây là mình có chiếc máy ảnh, đây là APS-C sensor, là một chiếc máy ảnh có cái sensor nhỏ. Thì nó được gọi là một cái chiếc máy bán chuyên thôi, nó không hẳn là một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên nó cũng cho các bạn những cái tính năng của một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, đó chính là có thể thay đổi lens và cho ra những cái file RAW có cái chất lượng tốt hơn là những cái máy ảnh compact. Cái ưu điểm của những cái dòng máy này, cái body nhỏ nhẹ hơn những cái dòng máy full frame, và đặc biệt là giá thành cũng rẻ hơn rất là nhiều. Giá của body cũng rẻ hơn và giá của lens của những cái dòng máy crop cũng rẻ hơn. Các bạn hoàn toàn có thể sở hữu một cái setup như thế này, một cái máy ảnh như thế này với tầm giá khoảng tầm 10 đến 20 triệu. Nếu như chúng ta đang ở mức bán chuyên và muốn trở thành một người thực sự chuyên nghiệp thì chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu về những chiếc máy ảnh full frame. Full frame là những chiếc máy ảnh có sensor với kích thước tương tự như một tấm phim 35mm. Nó cũng cho chúng ta cái khả năng thay đổi lens cho nhiều mục đích khác nhau. Và đặc biệt, những máy ảnh full frame như thế này cho ra những cái bức ảnh có chất lượng cực kỳ cao, sắc nét hơn, màu sắc chuẩn hơn, độ xóa phông cao hơn và chụp ảnh ở dưới điều kiện thiếu sáng tốt hơn rất là nhiều so với những máy ảnh crop. Và nhược điểm duy nhất của những cái dòng máy chuyên nghiệp này mà mình cảm thấy được, đó chính là giá thành. Để sở hữu một cái chiếc máy ảnh full frame thì các bạn cũng phải trả ít nhất khoảng tầm 20 đến 30 triệu cho một cái chiếc body mới, và một cái lens như thế này cũng khoảng ở tầm 10 đến vài chục triệu cũng có. Vì vậy, để thực sự bước đến một cái mức chuyên nghiệp thì các bạn phải suy nghĩ rằng mình có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập từ việc chụp ảnh hoặc là quay phim, thì lúc đó mới xứng đáng để chúng ta đầu tư cho một cái bộ thiết bị như thế này. Và đó là tất cả những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình trong quá trình sử dụng những cái camera ở đây. Mình xin điểm lại, nếu như các bạn cần tìm kiếm một chiếc máy ảnh rẻ có khả năng in ngay một bức hình thì hãy chọn mua một chiếc instant camera. Và nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu cảm giác của một nhiếp ảnh gia thực thụ thì hãy kiếm cho mình một chiếc máy ảnh phim điều khiển bằng tay. Các bạn không thích sự phức tạp nhưng vẫn thích những cái màu phim thì hãy mua cho mình một chiếc máy ảnh point and shoot. Nếu bạn thích sự nhỏ gọn có thể mang đi đây đó thì các bạn có thể lựa chọn một chiếc máy ảnh travel, một chiếc máy ảnh du lịch. Và nếu như bạn là một cái người sản xuất nội dung, muốn tạo ra những cái sản phẩm hình ảnh và video có chất lượng cao hơn thì chúng ta có thể tìm hiểu về các dòng máy compact camera, những cái máy vlog camera. Nếu như các bạn thực sự nghiêm túc với công việc tạo ra hình ảnh và video thì các bạn có thể bắt đầu tìm kiếm những chiếc máy ảnh bán chuyên và chuyên nghiệp, những chiếc máy ảnh có khả năng thay đổi lens và tạo ra những cái chất lượng hình ảnh tốt hơn để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh và cắt ghép hình ảnh tốt hơn. Hy vọng rằng video của mình đã đưa ra cho các bạn những cái thông tin và những cái trải nghiệm thực tế về những cái chiếc máy ảnh ở đây, để cho các bạn có thể lựa chọn ra được một chiếc máy ảnh phù hợp với sở thích, túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích thì đừng quên bấm like, subscribe và comment cho mình biết đâu là loại máy ảnh mà các bạn đang nhắm đến để sở hữu nha. Và nếu như bạn có một cái người bạn nào đó cũng có hứng thú về nhiếp ảnh và đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc máy ảnh thì đừng quên share video này đến cho họ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nhân, đến từ Nhân Nguyễn Production. Peace.